các bạn, mọi người biết cây gì không? Rất là xinh, nhìn lá này, ôi dồi ôi. Dạ, mọi người biết cây gì không ạ? À, đây là cây đuôi phụng nha mọi người. À, cây đuôi phụng là gì? À, mình muốn tìm hiểu về hình ảnh này, ý nghĩa và cách trồng và cách chăm sóc của cây này thì mình hãy cùng tìm hiểu nhé. Thì cây đuôi phụng này là cây được nguồn gốc từ nguồn gốc của cây này là từ cây đuôi phụng này được có rất là nhiều loại tên để gọi cái cây này, thì cây đuôi phụng này còn hay gọi là cây đuôi công, cây huỳnh tinh cảnh, hoặc là cây đuôi phụng có tên khác nhau, nhiều loại cây, nhiều loại, nhiều nơi, nhiều người, nhiều cái tên khác nhau để mình có thể dễ gọi, dễ tìm hiểu về cái cây này. Thì cái cây này thuộc cái củ rong, thuộc họ củ rong nhé. Đây là một loài cây mà vốn có nguồn gốc từ những cánh rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil. Và sau này vì cái vẻ đẹp cuốn hút của chúng mà người ta đem trồng ở khắp nơi. Ở nước ta thì cũng có trồng loài cây cảnh đẹp mắt này, nhưng do chỉ có thích hợp ở khí hậu nhiệt đới nên lá chúng ta chỉ thấy phổ biến ở trong miền Nam thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ ở miền Bắc vẫn có nhá. Bây giờ ở showroom cây đời của bọn mình thì vẫn có cái này nha mọi người. Về đặc điểm thì cây đuôi phụng này là cây thân thảo và thân khá là mảnh mai, mềm mại, chiều cao trung bình khoảng từ 50 đến 70 cm. Đây, cho mọi người nhìn cận cảnh rõ cái cây này. Đó, nhìn rất là đẹp đó mọi người. Tím tím xanh xanh, đốm đốm. Đó. Thì phần lá của cây này của cây này mọc khá là dài nhá. Mọc khá là dài và chiều dài có thể lên đến 40 cm. Đó, cái đoạn này của mình thì phần lá này cũng đã dài khoảng tầm 25-30 cm rồi. Đó. Thì lá có hình dạng rất là đẹp mắt và màu xanh lục ở bên phía trên và màu xanh đậm ở phía dưới lá, giống như màu tím ấy. Đấy. Đặc biệt là cái mặt lá xuất hiện cái hình bầu dục có màu sẫm so le nhau như thế này, khiến cho cả chiếc lá của cây đuôi phụng cứ như là được dập nổi in 3D vô cùng độc đáo và xinh. Mọi người thấy rõ không ạ? Đây. Thấy rõ không mọi người? Đó. Cây đuôi phụng này có khả năng cho ra hoa nở đẹp và hoa của chúng thường mọc và thành chùm có màu trắng nhạt và hình dạng ống. Tuy nhiên thì kích thước của hoa thì khá là nhỏ bé tại nó nằm ẩn sâu trong các lớp lá, cho nên là nhìn từ bên ngoài thì khá là khó để nhận ra. Sau khi hoa tàn để tạo cái quả ấy, thì tuy nhiên quả của cây thì rất bé và không mang lại giá trị nhiều nhá mọi người. Đó, rồi rất là đẹp luôn, đẹp quá. Cái công dụng của cây đuôi phụng này, đuôi phụng là một loại cây cảnh mà vô cùng đặc biệt và độc đáo và đẹp mắt nhá mọi người. Thì do đó mà chúng ta thường được sử dụng làm cây cảnh trang trí trong văn phòng này, bàn làm việc và hoặc là có thể đặt ở trong phòng khách của nhà chúng ta. Ngoài ra thì bạn cũng có thể dùng cây đuôi phụng này có thể làm quà tặng cho bạn bè, người thân trong gia đình của mình để vào những dịp lễ Tết đó mọi người. Đẹp thật đó, rất là đẹp nha. Bên cạnh đó thì cây đuôi phụng này có thể trồng trong phòng để thanh lọc không khí, để giúp cho cái phòng của mình thoáng sạch hơn này, ngăn ngừa vi khuẩn và giảm bớt đi những hình ảnh từ những bức xạ điện tử xung quanh của gia đình chúng ta đó. Thì gì nhỉ? Về cái ý nghĩa của cây đuôi phụng này, mọi người xem. Cây đuôi phụng này thì với hình dáng độc đáo và khả năng phát triển xanh tốt, mang ý nghĩa tượng trưng cho những sự may mắn và bất ngờ. Mang đến may mắn cho bạn mà có thể
và có thể gặp trong những cuộc sống. Nếu đặt cây này ở bàn làm việc thì sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn được suôn sẻ hơn và cái hành thông và thăng tiến hơn. Mà nếu dùng cái cây này để làm quà tặng cho bạn bè người thân thì sẽ mang lại cho sẽ khiến kiểu là muốn gửi lời chúc đến cái người mà được tặng đấy, kiểu là chúc thuận lợi, bình an, may mắn cho họ đó. Thì cái cây này thì cách chăm và chăm sóc rất là đơn giản. Nếu mà mình trồng như nhà đất trồng cây thì sẽ lựa chọn cái đất mà nhiều dinh dưỡng, có nhiều mùn này, tơi xốp và cái cùng khả năng thoát nước tốt. Tốt nhất là bạn nên dùng lót sơ dừa xuống đáy chậu rồi đổ đất ở trên và ngăn dinh dưỡng trong đất bị cuốn trôi đi khi bạn tưới nước ấy. Thì mình sẽ dùng sơ dừa dưới đáy chậu. Về ánh sáng thì do cây này là cây cạnh văn phòng cho nên là cây đơn phụ có thể không cần nhiều ánh sáng và để sinh trưởng. Tuy nhiên thì nếu bạn muốn cây chậu cây của mình được xanh tốt hơn thì bạn hãy cho nó tắm nắng nhé, ít nhất là 2 lần một tuần gì đó thì cái cây của mình sẽ được quang hợp tốt nhất, màu xanh đậm và đẹp hơn đó. Về nước tưới thì cây ưa ẩm ở nhiệt độ trung bình thì bạn chỉ cần tưới nước ở dưỡng ẩm cho đất là được rồi, là đủ, mà không cần phải tưới nhiều nước quá để có thể khiến cho cây nó bị úng rễ và chết dần đó mọi người. Thì mình chỉ cần tưới đủ nước vừa đủ với cây để ẩm đất thôi. Về nhiệt độ thì ngoài loài cây này sống ở nhiệt độ nóng ẩm nên là cây nhiệt độ lý tưởng của cây đuôi phụng này có thể sinh trưởng tầm 15 à 18 đến 18 đến 25 độ C. Nếu quá lạnh thì khiến chúng khó có thể phát triển đó. Đó, cây đuôi phụng này kiểu là mình theo phong thủy ấy, thì hợp với bảng mệnh nào thì cây đuôi phụng này thì phù hợp để trồng tốt nhất đối với những người mang mệnh mộc hoặc là thủy. Những người này có thể trồng cây sẽ giúp cho đem lại may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và gia đình luôn hạnh phúc, ấm êm và bình an. Ôi giời, đẹp quá, xinh quá. Thì mọi người bảo là cái cây đuôi phụng này thì có độc hay không? Thì với cái hình dáng độc đáo và nhiều màu sắc như thế này, nhiều người sẽ tưởng là cây này có trước độc có chứa độc tố mà gây hại cho con người ấy. Nhưng thực ra thì cái lá và hoa của loài cây đuôi phụng này khá là lành và an toàn trong con người. Tuy nhiên bạn ấy nên chặt cây và tránh xa tầm tay của trẻ em ra và vật nuôi trong nhà để phòng được đề phòng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Thì cái cây này nó khá là lành tính và an toàn cho mọi người nên là cũng chả sao, không sao cả mọi người ạ. Đó thì đấy là một số nét đó mà mình vừa nói để chúng ta tìm hiểu thêm về cái cây đuôi phụng này. Thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp qua qua địa chỉ mà mình ghi ở đây nhé, số điện thoại và showroom. Thì mọi người có thể liên hệ qua trực tiếp Facebook, Zalo của mình để mình có thể đáp ứng và hỗ trợ các bạn tốt nhất ạ. Xin chào.